Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin bóng đá Việt ngày 23 tháng 10, nơi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước cũng như khu vực châu Á. Như chúng tôi đã thông tin thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn đồng ý với đề xuất của VFF về việc đón khán giả vào sân Mỹ Đình trong hai trận đấu tuyển Việt Nam gặp đội Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Ngay sau đó thì VFF đã công bố giá vé 4 mức để vào xem hai trận đấu này. Đây là mức giá được đánh giá là khá cao so với những trận đấu trước đây của tuyển Việt Nam. Sau khi đề xuất đón 30% lượng khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp các đối thủ Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, mới đây ban tổ chức đã công bố giá vé với 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng. Đây được xem là khá cao so với những trận đấu trước. Bên cạnh đó, ban tổ chức dự kiến cũng sẽ thu phí test nhanh Covid-19 của khán giả với mức 150.000 đồng một người. Theo kế hoạch, ngày 27 và 28 tháng 10, VFF sẽ bắt đầu tiến hành bán vé qua mạng. Ở lần này, ban tổ chức sẽ không nhận đăng ký qua đường công văn. Được biết, hình thức mua vé cũng sẽ thay đổi khi khán giả phải truy cập vào ứng dụng VinID và thanh toán bằng ví điện tử, thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng. Mỗi chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân chỉ có thể mua tối đa 2 vé cho một trận đấu. Vé sẽ được giao qua đường bưu điện theo địa chỉ khách hàng đã đăng ký và dùng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân gốc để đối chiếu khi nhận vé. Việc làm này cũng sẽ hạn chế vấn nạn mua bán vé chợ đen hay việc bán vé mời với giá gấp 5 lần, 10 lần như những trận đấu trước của đội tuyển Việt Nam. Ngoài vấn đề về giá, người hâm mộ muốn vào sân theo dõi còn phải đáp ứng thêm 3 điều kiện và qua 3 bước kiểm soát. Cụ thể, khán giả phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng. Thứ hai là có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Và điều kiện thứ ba là thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. Ở các bước kiểm soát, sau khi đáp ứng 3 điều kiện trên, khán giả sẽ được dán miếng dán trên tay, đó cũng là bước 1. Bước 2 là qua cửa từ để kiểm tra. Người đến theo dõi trận đấu không được mang những dụng cụ nguy hiểm như pháo sáng, pháo thăng thiên hay những vật dụng bị cấm. Lúc này, ban tổ chức sẽ kiểm tra cuốn vé và miếng dán. Nếu đạt yêu cầu, khán giả sẽ được đóng dấu vào tay và chuyển sang bước 3. Đến bước này thì người hâm mộ sẽ được xếp ngồi giãn cách trên khắp 4 khán đài của sân Mỹ Đình với các ghế đã được ban tổ chức và bộ phận an ninh đánh dấu sẵn. Có thể thấy, VFF đã có những tính toán kỹ lưỡng để đón khán giả vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở 2 trận cầu sắp tới. Hy vọng các chàng trai của huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ giành được 3 điểm đầu tiên trên sân nhà để đáp lại niềm tin từ người hâm mộ. Nếu hỏi huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ phải thay đổi những gì khi tạm chia tay các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam để sát cánh cùng với tuyển U23 Việt Nam, thì câu trả lời có lẽ chính là quần áo ông mang theo. Trái ngược hoàn toàn với không khí nắng nóng tại Tây Á, lúc này thầy Park cùng các học trò của mình đang phải tập luyện trong thời tiết lạnh giá tại Kyrgyzstan. Tuy nhiên, không vì thế mà không khí tập luyện của toàn đội đi xuống. Thời tiết trong ngày hôm qua tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan đã thử lòng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo với những bông hoa tuyết rơi vào buổi sáng sớm, sau đó chuyển thành mưa nhỏ do nền nhiệt tăng dần. Các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam bước vào buổi tập với cái giá lạnh 6 độ C. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là trở ngại đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Thậm chí, các cầu thủ còn tập sung hơn với các bài phối hợp tấn công trong gần 2 giờ đồng hồ. Ban huấn luyện dành nội dung trọng tâm là các bài phối hợp tấn công và dứt điểm cầu môn. Ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra đặc biệt kỹ tính và đưa ra những yêu cầu rất gắt gao với các học trò. Trong những buổi tập gần đây, ban huấn luyện đang ép khối lượng với các cầu thủ trước khi giảm dần để tạo điểm rơi tốt nhất cho trận ra quân gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa. Buổi tập ngày hôm nay tiếp tục sẽ là ngày hoạt động với cường độ cao của đội tuyển U23 Việt Nam. Vào buổi sáng, đội sẽ tập gym tại phòng tập của khách sạn dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Serik Roger. Buổi chiều, đội sẽ ra sân tập kỹ chiến thuật với sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang Seo. Trang chủ của AFC vừa có bài viết về những cầu thủ đáng xem ở vòng loại U23 châu Á 2022. Thủ môn Nguyễn Văn Toàn của U23 Việt Nam là một trong 8 cầu thủ được AFC giới thiệu trong bản danh sách này. Liên đoàn bóng đá châu Á mô tả, thủ môn Nguyễn Văn Toàn được đánh giá rất cao ở quê nhà nên anh đã được trao vị trí chính thức ở trong trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam và Oman. Thủ môn 21 tuổi của Hải Phòng sẽ tìm cách giữ vị trí số 1 ở đội tuyển Việt Nam khi thủ môn chính Đặng Văn Lâm bị chấn thương. Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đang dẫn dắt U23 Việt Nam nên Văn Toàn có nhiều cơ hội tỏa sáng trong những trận đấu sắp tới. Hiện tại, thủ môn của Hải Phòng FC vẫn đang đau nhẹ ở vai nhưng không ảnh hưởng đến năng lực thi đấu nên nhiều khả năng anh sẽ bắt chính trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa. Theo lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa trong lượt trận đầu tiên vào ngày 27 tháng 10. Sau đó, đội bóng sẽ có quãng nghỉ ở lượt trận thứ 2. Và sau trận mở màn 5 ngày, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo mới bước vào trận đấu được đánh giá là quan trọng nhất tại vòng loại này, đối đầu với U23 Myanmar ngày 2 tháng 11. Đây được xem là lịch thi đấu thuận lợi với các cầu thủ Việt Nam khi chúng ta gặp các đối thủ mạnh dần lên và có quãng nghỉ quan trọng để hồi sức. Mới đây, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE vừa bắt giữ một nhà báo vì các cáo buộc liên quan đến lời nói kích động thù địch và vi phạm đạo đức nơi công cộng trong quá trình đưa tin về trận đấu giữa đội tuyển UAE và Iraq thuộc bảng A vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Và đây cũng là thông tin để khép lại bản tin Bóng Nói Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vừa qua, một nhà báo bình luận trận UAE gặp Iraq tại vòng loại 3 World Cup 2022 đã bị cơ quan an ninh UAE bắt giữ vì có lời lẽ kích động trên sóng truyền hình. Theo hãng thông tấn WAM của UAE, cơ quan công tố liên bang về tội phạm an ninh mạng đã ra lệnh giam giữ một nhà báo và cho tại ngoại hai người khác. Cụ thể, khi đưa tin về trận đấu giữa UAE và Iraq vào ngày 12 tháng 10 trên kênh thể thao Abu Dhabi, trước khi chương trình phát sóng trực tiếp, nhà báo này đã bị buộc tội đưa ra một tuyên bố có hành vi gây mất trật tự. Cơ quan công tố UAE cho rằng hành động này vi phạm đạo đức công cộng, gây tổn hại đến lợi ích công cộng và kích động sự căm thù. Được biết, hình phạt cho những cáo buộc trên là 5 năm tù và nộp phạt lên đến 500.000 dirham UAE, tương đương 3 tỷ đồng Việt Nam. WAM cho biết thêm đoạn băng ghi âm và video về cuộc trò chuyện trên đã được phát tán trên mạng, khi những nhân vật này trò chuyện trong lúc các thiết bị kỹ thuật được kiểm tra trước khi phát sóng trực tiếp. Nhưng chương trình phát sóng được gửi từ xe sản xuất truyền hình đến đơn vị thu phát sóng đã bị hacker tấn công. Hãng truyền thông Abu Dhabi cũng chấm dứt hợp đồng với 3 người kể trên. Đây là một biện pháp kỷ luật vì vi phạm quy tắc danh dự truyền thông và đạo đức nghề nghiệp. Hiện cơ quan công tố UAE đang mở rộng điều tra vụ việc. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.